Công ty cổ phần đầu tư IGG Việt Nam, HNX, IGG vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 4 tới tại Hà Nội. Tăng trưởng vượt bậc bất chấp dịch bệnh theo đánh giá của ban điều hành, năm 2021, trong thời điểm toàn thị trường gặp khó. IGG vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt, các dự án của công ty vẫn liên tục được triển khai đáp ứng được cả yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Kết quả này phản ánh ngay trên giá cổ phiếu khi thị giá EJG đã tăng 248% kể từ đầu năm, kết phiên ngày 31 tháng 12 năm 2021 ở mức giá điều chỉnh là 31. 850 đồng một cổ phiếu, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư. Năm 2021, EJG tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc thi công đồng loạt các dự án. Với phương châm cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng, công ty lựa chọn các đối tác thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát dự án. Nhà thầu thi công hay đơn vị vận hành lớn và có uy tín. Hoạt động kinh doanh hiệu quả giúp EIGER kết lại năm 2021 với các chỉ số vượt đỉnh lịch sử khi ghi nhận doanh thu năm 2021 đạt 893 4 tỷ đồng, LNTT đạt gần 254 tỷ đồng. Trong đó Phần lớn tỷ trọng doanh thu ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm thuộc dự án APEC Diamond Bắc Lạng Sơn và bắt đầu thực hiện bàn giao dự án APEC Mandala Winham Hải Dương. Phần còn lại đến từ mảng cho thuê trung tâm thương mại, văn phòng, thi công xây dựng. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận EGC lần lượt tăng gấp 1, 4 lần và gấp 2,5 lần so với kết quả năm 2020. Tổng tài sản của công ty cũng tăng 1,4 lần so với năm 2020, lên mức 3.455 tỷ đồng. Kế hoạch ma đầy tham vọng, triển khai loạt dự án trọng điểm năm 2022 giai đoạn 2020-2021 được coi là năm đặt dấu mốc cho chặng đường phát triển mới của EJG. Khi uy tín, thương hiệu, nguồn lực của EJG đã được khẳng định qua từng dự án. Năm 2022, EJG sẽ tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi là bất động sản. Triển khai các dự án trọng điểm, APEC Mandala Winham mũi né dự kiến bàn giao từ quý tháng 3 năm 2022, APEC Mandala Grand Phú Yên dự kiến triển khai từ quý tháng 3 năm 2022 và hoàn thành vào năm 2024. Apex Diamond Park Lạng Sơn giai đoạn 2 với gần 2.000 căn hộ chung cư triển khai trong khoảng thời gian từ 2022-2025. Apex Dubai Tower Ninh Thuận với hơn 3.000 căn hộ khách sạn 5 sao được thiết kế bởi đơn vị Humphrey Partner đang triển khai giải phóng mặt bằng. Apex Infinity Tower Thái Nguyên đang hoàn thiện thủ tục pháp lý và dự kiến triển khai từ 2022-2024 cùng hàng loạt dự án khác như khu đô thị sinh thái 85 ha Apex Eco City với tổng mức đầu tư 15. 000 tỷ, dự án khu đô thị nhà ở xã hội năm sao Hải Dương quy mô 9 ha với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.500 tỷ, khu công nghiệp tại huyện Nam Sách, Hải Dương, quy mô 60 ha. Đây sẽ là những dự án gối đầu tạo ra doanh thu lớn cho IJG sau dự án Apex Mandala Winham mũi né trong giai đoạn 2023. 2025. Bên cạnh đó, IZI cũng liên doanh với công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) thực hiện dự án APEC Golden Palace Lạng Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 1 000 tỷ đồng. Tại thị trường Lạng Sơn, IZI sẽ triển khai dự án thứ ba là khu đô thị sinh thái 64 ha, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Lương Sơn, Hòa Bình với quy mô hơn 50 hecta và khu đô thị sinh thái 100 hecta tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình, dự kiến sẽ thực hiện từ 2022 đến 2025. Dự án Apex Phương Thảo, Mũi Né, Bình Thuận do IJG làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, Ban lãnh đạo IJG cho biết sẽ tiếp tục phát triển thêm các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đô thị mới có quy mô lớn thông qua ma trong năm 2022 tại các thị trường tiềm năng như Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Quốc. Chiến lược của EJT là lựa chọn các dự án có đầy đủ điều kiện triển khai với tiêu chí sáng tạo, khác biệt nhằm tạo ra sản phẩm độc đáo. Đáp ứng thị hiếu khách hàng, tạo dòng tiền nhanh và hiệu quả. Để thực hiện tham vọng phát triển quỹ đất trên, EJG đã lên lộ trình tăng vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 3.600 tỷ. Trong đó, EJG sẽ triển khai chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 với tỷ lệ 13%. Theo đó mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 13 cổ phiếu mới với tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến thêm là hơn 19 triệu cổ phiếu EJG. Đồng thời phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty và tiếp tục triển khai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu 1.1. Một, một. Với giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng một cổ phiếu. Ban lãnh đạo YGY cũng tích cực triển khai tìm kiếm đối tác chiến lược, thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ với mục tiêu đầu tư, triển khai các dự án tiềm năng của công ty. Dự kiến, số tiền huy động được tính theo mệnh giá cổ phiếu là gần 2.000 tỷ nếu phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu chào bán. Được biết trong quý tháng 1 năm 2022, công ty đã hoàn thành việc tăng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng, vốn điều lệ của công ty sau khi tăng vốn là 1. 470 tỷ đồng. EJG đặt mục tiêu năm 2022 doanh thu đạt 1.950 tỷ đồng, lợi nhuận 541,7 tỷ đồng và chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%. Ánh Dương